Vâng, em xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Đức Quý Vlog. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới vui vẻ. Và hôm nay em lại không phải là quay hay là gì, mà hôm nay em sẽ test một chiếc Omni đèn mini trước mặt quý vị và các bạn. Một chiếc Omni đèn mini, nó cũng nhỏ gọn thôi, công suất 30W của hãng Enekit, trở kháng từ 4 đến 16 ohm, 4, 8, 16. Đó, thì hôm nay em ghép với cả đôi loa Puxel Tannoy của em. Thì và một chiếc đầu phát thì em sẽ lấy một chiếc Pioneer PDR D7. Thì con này của em thì em lấy ra để giải mã. Đó, thì em các bác nhìn thấy là em vẫn đang để chạy đĩa. Nhưng mà con này do em nghịch, thành ra là nó đã bị không ra được đĩa, không vào được đĩa. Từ lúc em cho vào thì bây giờ nó đã không được ra đĩa vào được. Nhưng mà trong đĩa đấy thì mắt nó vẫn đọc nha các bác nhé. Mắt vẫn đọc rất là nhạy. Đây em nick qua bài cho các bác xem. Nick cái bắt bài rất là nhanh. Và em chủ yếu dùng để giải mã. Nó cho ra một chất âm rất là hay các bạn. Đó, và hôm nay em sẽ chủ yếu là em test một chiếc Omni đèn. Đó, giờ em sẽ test vì em sẽ giới thiệu qua và em quay sát cho các bác xem về chi tiết cái Omni mini đèn này. Đây, như các bác thấy này, đây là trước mặt nó và nó dùng hai bóng bên rìa. Em không tháo cái này ra tại vì nguyên bản thì em vẫn để nguyên bản thôi. Cái này là ba lăng loa trái và loa phải, và cái này là công tắc nguồn. Và đằng sau của nó thì em sẽ quay đằng sau của nó thì em quay hơi khó các bác ạ. Em sẽ nhấc hẳn lên em quay cho các bác xem. Rất là khó tại vì để em sẽ chụp ảnh và em sẽ quay lên cho các bác xem. Đây, và một chiếc đầu này. Một chiếc đầu này nó bị hỏng cái chức năng ra vào đĩa. Mắt thì vẫn đọc đây, như các bác thấy vẫn đọc đây. Bác nào lấy thì em sẽ về đến Việt Nam là 4.600.000. Là một chiếc đồ CD DTR D7 PDR D7 đến từ hãng Pioneer, rất là nổi tiếng. Đó, thì loa Puxel này thì em không bán, em để test âm và lấy đồ test âm cho các bác. Nó nhỏ gọn, em về đi bên lại cho nó dễ. Chiếc Omni ở trước mặt các bác kia là một chiếc âm Omni mini đến từ thương hiệu Nhật Bản. Đó, nó dùng hai bóng đèn, hai nguồn độc lập nhé các bác nhé. Bên dưới của nó là hai nguồn độc lập, có hai nguồn độc lập này là bên trái riêng và bên phải riêng, nó không chung nguồn công suất. Đây, như các bác thấy, một đôi check của Boss 301. Em có một đôi rất là mới, có còn nguyên hộp nha các bác nhé. Vẫn nguyên hộp, nhưng em lấy cái này ra cho các bác ngắm qua. Đấy, bác nào thích thì liên hệ em. Một đôi check mới, rất là mới, nguyên zin. Đây, số hiệu đằng sau đây. Nó khá là tối. Đó, thì em có một đôi check. Bác nào thích thì hãy liên hệ với em. Còn chiếc Omni này thì giá về đến Việt Nam khoảng 6.800.000 về đến Việt Nam. Thì bây giờ em sẽ mời các bác cùng thưởng thức qua chất âm của chiếc Omni nhé các bác nhé. Bây giờ em sẽ bật.
Vâng, thì vừa em đã test qua thì các bác mà thích em đầu hoặc là ống ni hoặc là đuôi check 301 này thì các bác liên hệ nha qua Zalo Facebook của em 0967815285. Em xin kết thúc video ở đây. Hẹn gặp các bác ở những video tiếp theo ạ. Em xin kính chào các bác.